Hello, cầu cá là đam mê. Xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một con cá chơi, cá chép, cá chấm, cá rô phi, mề dinh, cá cha, đơn giản, hiệu quả, dễ làm. Mình đã test bay mồi này thành công rồi, còn chờ riêng các bạn thôi. Thành phần bao nhiêu thì mình không có giấu đâu, có bao nhiêu thành phần mình sẽ dẫn cho anh em làm, anh em lên được cá đó là niềm vui của mình rồi. Rồi bây giờ xin mời tất cả các anh em và các bạn cùng đón xem mình làm một con cá nha. Đầu tiên các bạn bị mình một cái thao nhỏ như thế này các bạn. Đây là cắm chim, chúng ta sẽ dùng 1 đến 2 lạng cắm chim nha, tùy theo các bạn muốn câu nhiều hay là các bạn câu ít nha các bạn. Các bạn chế ra cái thao này cho mình luôn. Đó. Ở đây còn khoảng gần 2 lạng cắm chim. Mình sẽ cho hết luôn. Khoảng 1 lạng rưỡi nha các bạn. Cắm chim VBA nha. Nè. Cắm chim VBA. Mà các bạn dùng loại nào cũng được hết. Xong rồi các bạn chế nước sôi vô cho mình. Chế nước sôi vô cho nở nở ra nó dễ dễ mù lên nha các bạn. Rồi các bạn trộn đều lên cho mình, cho con chim ta nó nở ra nha các bạn, lên mùi rất là thơm luôn nè các bạn ơi, thơm nực nồng luôn. Cắm chim trần nước sôi này thích hợp cho chúng ta câu cá trôi, chép, rô phi, mề dinh và cá cha. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua một bên, sẽ làm một đoạn tiếp theo nha các bạn. Hiện tại bây giờ là đang có là 2 quả trứng vịt nè. Đây là 2 quả trứng vịt nè, chúng ta dùng 2 quả nha các bạn, không cần nhiều đâu, 2 quả là ok rồi. Cám gà con chúng ta sẽ dùng khoảng ở chừng 2 đến 3 lạng cám gà con nha các bạn. Tùy theo các bạn muốn câu nhiều hay là các bạn muốn câu ít thôi. Chuối. Các bạn cho mình 2 quả chuối như thế này. Các bạn dùng loại nào cũng được nha. Chuối càng chín mùi thì càng tốt nha. Mình thì quả này nó vừa chín tới thôi, cũng được, không sao hết, ok. Phần đây. Đây là cơm nguội nha các bạn. Các bạn thì mình một chén cơm nguội như thế này là ok nha. Rồi, giờ mình sẽ trộn mồi cho các bạn xem. Đầu tiên các bạn đổ cám gà ra cho mình. Để mình làm để ngày mai mình đi câu luôn các bạn à. Thì ngày mai chủ nhật mình được nghỉ. Chọn ngày mai đi câu luôn. Đó, cắm gà. Những gà này các bạn. Đây là cơm nguội nè. Mình cho một chén luôn nha. Đó. Đây là chuối nha các bạn. Bạn lột vỏ ra cho mình. Chuối ta rất là thơm ngon luôn các bạn ạ. Đó, đã chưa. Cái chuối này các bạn dùng lại mà chuối hương thì ok hơn nha. Chuối hương nó tạo cho của ta độ thơm ok hơn. Mình thì không có chuối hương, mình làm đỡ chuối chuối này vậy. Đó, 2 quả. Đây là trứng vịt nha các bạn. 2 quả nha. 1 quả nè. Quả thứ 2. Đó, ok chưa? Rồi bây giờ các bạn bóp đều lên cho mình trước cái đã.
thì có bài nào mà hay mà mới mẻ mà hiệu quả mình sẽ hướng dẫn lên cho các bạn cùng xem và cùng tham khảo nha các bạn. Đây không, mũi dính câu nè. Ở đây là cặp chim của chúng ta nè, chúng ta đổ vô luôn. Mồi chúng ta rất đơn giản thôi, rẻ tiền mà hiệu quả lại cao. Các bạn làm, các bạn trải nghiệm nha các bạn. Rồi các bạn múc đều lên cho mình luôn. Trời ơi, mùi đã kìa bạn ơi. Ok, anh Phần cũng cùng đó chúng là cắm cá xay nhuyễn nha các bạn. Đây, cắm cá xay nhuyễn, cắm mè rất là tanh luôn nè. Để tạo độ tanh, để chúng ta câu cá sẽ được ok hơn. Nè, cắm cá nè, mình đã xay nhuyễn bể ra rồi. Mình sẽ cho đây vô ít thôi, không cần bao nhiêu. Các bạn nên nhớ là cái loại cắm cá này các bạn cho nhiều quá mồm ta rất là dính dai, rất là lâu tan. Để mình cho ít thôi các bạn à. Sẽ múc muỗng đi cho dễ tính đi. Mình cho hai muỗng thôi nha. Cho hai muỗng thôi là ok rồi. Một muỗng nè. Thì rắc lên cho nó lên nó đều. Đây hai muỗng. Cho ta tạo độ tanh nhẹ nha các bạn. Rồi. Hai muỗng thôi là ok rồi các bạn à. Cho nhiều quá mồi người ta nó dính rất cao. Nó dính mà nó khó tan mồi các bạn à. Ít thôi. Cho mồi người ta nó dễ tan mồi nha các bạn. Các bạn bóp đều lại cho mình. Bảo đảm bảo các bạn luôn, mùa này bắt chóc cú phải 90% lên cá nha các bạn. Các bạn làm, các bạn có thử nha. Mùa chúng ta lên mùa đặc biệt lắm. Thơm, hăng, nồng. Có mùi hương chuối để chúng ta tạo cho mùi thính này các bạn nè. Và cánh chim trần nước sôi nè. Cá chép rất là thích ăn cái mùi này nha các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nếu thấy video này của mình hay, hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên bấm nút đăng ký để giúp mình kênh mình càng ngày càng phát triển nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và mình cũng xin chúc cho tất cả những ai đang xem kênh Câu Cá Là Đam Mê của mình thật nhiều sức khỏe và động luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nha.